Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, hôm nay là ngày 22 tháng 12 2021. Trường Nguyễn đang ở thành phố Yên Bái. Cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ thì chúng tôi được biết thông tin ở trên kênh của anh Hoàng Duy Hùng, đó là Gia Đình và Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Anh đã cho khán giả của mình biết là anh đã rời Houston, nước Mỹ để đi đến một nước Đông Nam Á. Nhiều khán giả của kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng và cũng đồng thời là kênh của Việt Nam Today đã gọi cho tôi nhắn tin hỏi thăm về cái chuyến đi của anh Hoàng Duy Hùng. Thì kính thưa quý vị, anh em chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua tin nhắn, qua những cái trao đổi, và có thể nói rằng tôi rất là hiểu anh Hoàng Duy Hùng về cái sự nôn nao để cho cái chuyến đi này. Và tôi cũng thú thật là thưa với quý vị là trong thời gian qua tôi cũng là khá bận rộn với cái công việc riêng của mình, do đó là những cái chuyện mà đề cập tới anh Hoàng Duy Hùng thì tôi cũng không có nhiều cái thông tin để nói tới. Tuy nhiên, cái chuyến đi Đông Nam Á của anh Hoàng Duy Hùng cũng đã được giải thích ở trên cái kênh của anh. Và chúng tôi được biết là hiện nay thì anh Hùng đang có mặt tại ở một nước Đông Nam Á. Và khán giả thì cũng rất nhiều những thắc mắc hỏi rằng Đông Nam Á đó là nước nào? Rồi liệu là trong đó là có thể là vào Việt Nam hay không? Thì xin thú thật với quý vị là cái lời giải thích của anh Hùng ở trên kênh của anh thì cũng đã đầy đủ nói lên về cái suy nghĩ, cái nguyện vọng và cái mong muốn của anh qua cái chuyến đi này như thế nào. Anh kể rất là chi tiết cái chuyện mà anh mua vé máy bay và dự tính làm gì, đi đâu như thế nào. Và anh đã nói như vậy thì quý vị khán giả cứ tạm thời yên tâm là anh đã có cái hoạch định riêng. Tất nhiên tôi là cái người biết rất rõ về cái chương trình của anh Hoàng Duy Hùng đi, nhưng cũng để tôn trọng anh và cũng để cho khán giả giữ được cái sự bất ngờ, thì cho nên là tôi cũng xin chỉ có tường trình cái việc mà anh Hùng đi tới đâu, làm cái gì, cho đến khi nào mà chúng ta biết được cái công việc của anh sẽ ra sao. Cái chuyến về này có thể nói của anh Hoàng Duy Hùng là có nhiều cái niềm vui và cũng phải gọi là gian nan. Như là giải thích của anh Hùng là gian nan cho cái dịch Covid nó diễn ra, cho nên là cái đường đi nước bước nó cũng rất là khó khăn. Từ những cái chuyến bay quốc tế cho đến các nước Đông Nam Á anh trải qua, và anh cũng sẽ trình bày cho quý vị được thấy nó như thế nào. Và để một lần nữa để cho quý vị giải thích, tôi cũng xin mượn cái video của anh Hoàng Duy Hùng để tường trình cái ý định, suy nghĩ của anh Hùng qua cái chuyến đi Đông Nam Á như thế nào. Xin mời quý vị hãy nghe lại cái câu chuyện của anh Hùng giải thích trong cái video mà chính anh đã đưa lên trên kênh của mình sau đây. Và tiếp sau đó thì chúng tôi cũng sẽ tường trình cập nhật cho quý vị biết, khán giả của Việt Nam Today, những người cũng yêu quý luật sư Hoàng Duy Hùng, được biết từng đường đi nước bước của anh đã sao. Xin mời quý vị hãy nghe lại cái lời giải thích của anh Hùng thay cho cái câu trả lời của tôi. Xin mời quý vị theo dõi clip của anh Hoàng Duy Hùng sau đây nhé. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, giờ phút này làm chương trình xong thì tôi bay đi đến một quốc gia Đông Nam Á. Chuyến đi này thưa quý vị thật là nhiều chông gai, vất vả và hồi hộp.
Nguyên do như sau. Đó là vào tháng 4 năm 2021, trước khi có dịch bùng nổ vào ngày 27, thì Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam dự trù mở cửa cho những người Mỹ gốc Việt. Thì khi ấy tôi cũng hí hửng, liền đặt vé máy bay với hãng Singapore. Tôi mua trọn gói liền. Tôi nghĩ rằng là trong tháng 7 tôi có thể bay về được Việt Nam. Thế nhưng dịch ngày 27 tháng 4 bùng phát đợt thứ tư thì nhà nước Việt Nam đóng cửa, coi như không có bay vô được. Hãng hàng không Singapore mới hỏi tôi đó là có muốn trả lại tiền hoặc là đợi để đi. Thì tôi nghĩ rằng là chắc đợi lâu lắm thì cũng khoảng chừng tháng 9, tháng 10 là cùng thôi. Nên tôi nói khỏi cần trả lại tiền, tôi đợi để đi. Nhưng rồi quý vị đã biết tới tháng 10, tháng 11 cũng không xong. Thì hãng Singapore nói là nếu mà như vậy đó là cuối năm mà không bay á, thì coi như mất vé, tại vì trong một năm mà. Vậy thì khoảng chừng giữa tháng 11 thì tôi đã biết tin là Thái Lan, Cambodia, Singapore, Philippines mở cửa. Nên tôi nói với Singapore Airlines thôi bây giờ chuyển cho tôi bay tới một quốc gia Đông Nam Á đó, một trong những quốc gia Đông Nam Á đó. Đối với Singapore Airlines như vậy là tôi đổi vé thì họ tính thêm một số tiền, cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là những quốc gia đó đòi hỏi những gì để được vô quốc gia đó. Những quốc gia đó đòi hỏi cái gì mới là khó thôi quý vị. Nghe nói mở cửa vô tưởng là dễ lắm nhưng không phải đơn giản như vậy. Họ không có cách ly nhưng mà họ bắt phải xin visa. Mà xin visa thì tùy nước, nước Campuchia khác, nước Thái Lan khác, nước Philippines khác và Singapore khác. Giá cả của mỗi một quốc gia cũng khác. Nói chung, để có visa là phải nộp đơn ở tại Tổng lãnh sự, phải có mặt ở tại Tổng lãnh sự. Thí dụ như ở tại Houston là phải có mặt tới tận Tổng lãnh sự của họ ở tại Houston. Nhưng mà nó khổ một nỗi đó là Houston đó có Tổng lãnh sự Thái Lan, nhưng mà đây là Tổng lãnh sự do ông Charles Foster, ông chỉ là danh dự chứ không phải là Tổng lãnh sự thật thụ. Ông Charles Foster là một người Mỹ, một luật sư Mỹ được Hoàng gia Thái Lan chỉ định cho ông làm danh dự ở tại Houston. Nó không phải là Tổng lãnh sự thật thụ. Nên nếu mà cần thì lại phải đi Washington DC để mà nộp đơn xin visa. Philippines cũng vậy. Còn riêng Campuchia thì không có Tổng lãnh sự là cái chắc. Và muốn thì là phải lên tới tận Washington DC. Đó là một điều khó khăn vô cùng thưa quý vị. À, đó là nguyên là để đòi hỏi có visa là phải có mặt. Thứ hai nữa đó, đó là những quốc gia đó đương nhiên họ phải xem xét xem thử rằng là mình có giấy tờ chích ngừa đầy đủ chưa. Điều đó không có khó đối với tôi. Nhưng mà đó họ đòi hỏi là phải bản chính, bản gốc chứ không có được bản copy. Rồi thứ ba nữa đó họ đòi hỏi đó là phải mua bảo hiểm y tế COVID trong cái thời gian đó. Mình chưa có visa, mình không biết mình được đi hay không mà phải mua bảo hiểm. Vâng thì mua bảo hiểm. Thứ tư đó là phải chứng minh được là mình đã trả tiền khách sạn hoặc là mình có nhà hay là cái gì đó, người ở tại quốc gia đã đón tiếp mình ở đây đó.
Thì trường hợp tôi muốn đi là phải mua khách sạn trước chứng minh. Đó là những điều kiện căn bản để có visa. Thì thưa với quý vị, tôi có nộp xin visa mãi tới cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Thì đợi rất là lâu thưa quý vị, hồi hộp lắm. Mình không biết mình đi được không nữa. À, nhưng mà một trong những điều kiện của visa là phải có vé máy bay khứ hồi. Cho nên tôi đã yêu cầu là hãng Singapore Airlines, chuyến bay đầu tiên từ Houston ngày mùng 2 tháng 12, tôi bay chuyến bay đó. Tôi lấy vé, tôi đổi lại thành là vé khứ hồi ở đó. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2021 là chuyến bay đầu tiên của Singapore Airlines. Tôi book chuyến đó. Tới ngày 30 tháng 11 tôi mới nhận được là có visa. Nhưng mà tôi nộp đơn visa không phải là có mặt, nhưng mà vì giai đoạn chót họ cho phép có làm được cái thủ tục của e-visa. Tôi làm được cái thủ tục e-visa đó, được ngày 30 tháng 11 có e-visa là mừng thấy ông có nội rồi. Vui quá, lật đật đi báo cho các bạn bè là tôi sẽ bay vào và sẽ có mặt vào khoảng chừng ngày 4, ngày 5 tháng 12. Và tôi đi thử xét nghiệm ngay, lấy cái PCR test, tức là thử nghiệm COVID trước 72 tiếng. Thưa quý vị, là thường trước đây đó, tôi đi với ông Nam Sơn hay đi đâu đó đó, tới cái địa điểm đó thì cái bản COVID test đó, mà nó ra như vậy đó là đã đủ rồi, là đúng tiêu chuẩn. Đúng tiêu chuẩn. Nhưng đây là thứ gì, cái này là bản chính nè. Tôi scan, tức là họ gửi email cho mình rồi mình in ra thôi. Và đây là cái thẻ mà cái chỗ mà mình đến đó, mình thử thí nghiệm. Tôi xem hết tất cả các giấy tờ, lướt qua hết mọi chuyện, tôi nghĩ rằng là tôi chắc đi chắc vào ngày đó. Nên khi ông Nam Sơn ông đưa tôi ra phi trường sớm, ông nói ông muốn vào phi trường xem xong hết rồi tôi check in rồi ông về. Tôi nói chứ thấy không còn cái thiếu cái gì nữa hết, thôi anh đi về đi. Tại ông lớn tuổi, tôi không muốn ông đợi lâu. Thế ông đi về lúc mà tôi check in thôi quý vị. Thì đó mới là cái khốn khổ của tôi. Họ coi hết từng giấy tờ, cái nào cũng được hết. Visa đã có, khách sạn đã có, bảo hiểm có, xét nghiệm có, cái gì cũng có hết. Có cả luôn cả lịch trình chích ngừa đầy đủ. Nhưng mà họ chê cái PCR test này. Tôi nói ủa sao sẽ chê cái này, cái này nó tôi đi mấy lần trước là được hết mà. Họ nói cái đó là quốc gia, mỗi một quốc gia tùy, nhưng mà bay vô Singapore nó có những điều kiện khắt khe hơn. Thứ nhất là phải có, đương nhiên ấy rồi, nhưng mà tên tôi phải có passport number. Tôi nói ủa cái này trong lab làm sao nó in được cái passport number. Thứ hai là phải xét nghiệm không phải là 72 tiếng, 48 tiếng thôi. Thấy không? Thứ hai. Thứ ba đó là phải bản chính, phải có mộc, có người chữ ký, có đóng dấu đàng hoàng. Trời ơi, tôi nói là trời ơi là trời. Thế thì cái này người ta nhận tôi từ trước tới giờ, bây giờ sao giờ họ nói không cần biết. Đó là điều kiện của Singapore, còn không thôi không được lên máy bay. Thì tôi mới lật đật gọi cho ông Nam Sơn. Ông lại quay đầu trở lại, xe ông đã chạy đi khoảng chừng nửa tiếng, quay đầu trở lại nửa tiếng nó thành tiếng. Hai anh em tôi lật đật chạy xuống ngay chỗ xét nghiệm họ trước đó. Nhờ cái người bác sĩ ở đó làm giống như vậy.
mất không biết bao nhiêu lâu. Sau bà bác sĩ bà nói rằng là chứ nằm ở trong cái lab làm sao mà họ biết được cái passport mà không được cho viết tay, phải được máy từ trong đó. Thì bà nói là chứ không cách nào máy được hết đó. Nhưng mà bác sĩ đó bà cũng tốt, bà cố gắng bà làm cho tôi thêm những cái chứng nhận của riêng bà. Bà làm cho tôi những cái này. Tôi với ông Nam Sơn nghĩ rằng là chắc là được, hí hửng quay trở lại hãng Singapore. Thưa quý vị, quay trở lại hãng Singapore thì giờ phút đó đã đóng cửa để họ, tại vì bay quốc tế cái này họ đóng cửa sớm, họ không cho, dầu rằng có thì họ cũng không. Giờ về đi, về bút vé lại. Thế là tôi bị hụt chuyến đầu tiên là chuyến ngày 2 tháng 12, và về thì tôi cũng khó chịu trong người, tại vì mình đã chuẩn bị như vậy. Rồi hỏi vòng vòng lại hãng thì Singapore Airlines, là vì chuyến bay đầu tiên nó có nhiều cái trục trặc cho nên đợi rất là lâu, và họ nhất định là lỗi của ông, là lỗi của tôi á, vì không làm theo đúng cái quy định của họ thì vé đó coi như bị hủy, phải mua cái vé một chiều là còn cái vé chiều kia là. Đòi mua vé một chiều đi liền á thì là $1,800. Tôi nói trời ơi là trời, đâu phải lỗi của tôi. Nó không, lỗi của ông. Mà thưa quý vị hãy xem những cái điều kiện của họ nha. Đây là những cái điều kiện của họ đây nè, mà nó khó trời ơi đất hỡi nha. Đó là những điều kiện của họ. Thì tôi đi về phải đi hỏi xem thử chỗ nào mà làm test xét nghiệm á, trong vòng 48 tiếng mà làm theo đúng cái yêu cầu của họ. Làm đúng yêu cầu của họ. Khó lắm thưa quý vị, tại vì lab á là phải mất trong vòng 24 tiếng rồi gửi trở lại, mà bác sĩ phải ngồi mà chứng nhận xong rồi ký đóng mộc rồi gì á. Nó trời ơi đất hỡi. Nhưng cuối cùng tôi tìm được một chỗ này. Tôi gọi điện thoại tôi hỏi xong rồi nó được. Chúng tôi làm cho. Thưa quý vị, họ nói là một chuyện. Còn họ có làm đúng theo những gì mà Singapore quy định hay không, tôi nghĩ rất là khó. Thì ông Nam Sơn ông nói rằng là chứ thôi thêm một chỗ nữa đi. Đi tìm một clinic nữa là đi qua CVS. Tôi nói tôi đi Walgreens, tôi hỏi Walmart, họ nói họ không có làm được. Và nhất là nếu mà chuyến bay cuối tuần thì là vì 48 tiếng đó, thì khó lắm, coi chừng. Tôi nói thôi tôi cứ nhất định tôi đợi cái chỗ này lo cho tôi. Và thưa quý vị, phải nói rằng là rất hồi hộp. Chuyển vé máy bay sau 2 tuần để đi thì họ tính lại thì khoảng sau 2 tuần thì giá nó rẻ hơn, phạt thêm gần 500 mấy chục đô, 600 đô, chứ thay vì để phạt 1,800. Thì tôi nói thôi vậy tôi đợi cái chuyến này. Thì chuyến này thì tôi chuẩn bị kỹ hơn nữa và có thời giờ để mà dọn dẹp nhà cửa rồi sắp xếp lại công việc, tại vì tôi đi lâu thì coi như khoảng hơn 2 tuần thì cũng tốt. Và hôm qua thưa quý vị, tôi đã đi lấy xét nghiệm. Thì bây giờ hôm nay tôi ra, tôi xem thử giấy tờ xét nghiệm có được
âm tính hay không? Và có đúng thủ tục những gì mà Singapore Airlines đòi hỏi hay không? Chính vì sự hồi hộp như vậy, lo nên đêm qua mất ngủ thưa quý vị. Vì nếu mà thí dụ như mình xét nghiệm mà nó chỉ nói là mình bị dương tính một cái thì cũng không đi được, thì mất vé máy bay luôn, mất luôn mấy ngàn đô la đó. Và nếu mà làm cái gì đó mà giấy tờ mà trục trặc như kỳ vừa rồi cũng không đi được kịp đó, thì cũng mất vé máy bay luôn. Nên rất là hồi hộp. Thì ông Nam Sơn ổng ở nhà của ổng cũng hồi hộp. Và ổng lại hồi hộp trong cái cơn đau bụng của ổng. Tại vì tôi với ổng đi ăn, nên ổng nói là không biết làm sao nhà hàng ăn cái gì mà tôi thấy không gì hết. Nhưng mà bụng ổng yếu thì ổng bị đau. Nên bây giờ tôi rời nhà, tôi đi tới clinic để lấy cái giấy tờ đó. Quý vị, tôi sẽ thâu cái khúc mà tôi ngồi tôi đợi và hồi hộp đưa giấy ra như thế nào nha. Quý vị đợi tôi đi cùng đi với tôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Bay được bay quốc tế bây giờ rất khó khăn khi có Omicron. Hãng Singapore bắt buộc phải có thử nghiệm chỉ trong vòng 48 tiếng trước khi bay. Và có rất là nhiều điều gắt gao. Tôi đã đi thử nghiệm hôm qua và hôm nay thì tới đây để lấy kết quả, và theo đúng thủ tục là phải có chữ ký và dấu ấn của bác sĩ, bản chính chứ không có được bản phụ. Giờ phút này tôi ngồi tôi đợi, rất hồi hộp. Tôi biết rằng là tôi có âm tính rồi, nhưng mà làm theo đúng thủ tục, theo Singapore Airlines đòi hỏi, đó là trong vòng 48 tiếng phải có tên giống như trong passport, phải có số passport number, phải có bác sĩ có cái dấu mộc, vân vân. Cho nên tôi đợi và tôi đã được, thưa quý vị. Đây cái người technician đưa ra. Thank you very much. It was only $20. Oh, okay. Thank you. Yeah. Thank you. And here's your invoice as well. Thank you very much. Okay. Have a safe flight. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, đây à, đó, nó phải có cái dấu mã quét nè, rồi mộc nè, chữ ký của bác sĩ nè, vân vân, là bản chính mới được. Rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Ai, tôi đi nha. Thưa quý vị, tôi về tới nhà rồi. Đó là hình ảnh hồi hộp đợi, đợi giấy xét nghiệm mà làm theo đúng thủ tục. Phải nói là khi nhận được giấy xét nghiệm đó tôi mừng quá, thoải mái vô cùng. Và phải nói chỗ này họ làm rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Họ làm theo cái tiêu chuẩn này, tuyệt vời. Và họ còn để cho tôi thêm một bản chính ở trong cái phong bì này nữa. Mừng quá là mừng. Vậy thì tôi bây giờ là xong hết đồ, đợi ông Nam Sơn tới đưa tôi ra phi trường. Đó là câu chuyện mà tôi đi tới một quốc gia Đông Nam Á. Chuyến đi này phải nói rằng là lâu, dài, hồi hộp, chông gai, vất vả. Hôm nay thì khỏi cần ông Nam Sơn yêu cầu ở lại, tôi sẽ phải yêu cầu ông ở lại. Tôi phải yêu cầu rằng là ông ở lại để mà tôi check in thủ tục thông qua đàng hoàng mới cho ông về. Rất là lâu và hồi hộp. Thưa quý vị, đây là thông báo của tôi, đó là vì tôi đi tới một quốc gia xa xôi ở Đông Nam Á và tôi không biết như thế nào, nên có thể là tôi không có làm chương trình, tôi không có mang theo dụng cụ cho chương trình gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Tôi không mang theo.
thì gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, sau clip này, và tôi làm một clip ngắn để chúc mừng Giáng sinh thôi, thì quý vị chắc không thấy chương trình nữa. Thì xin quý vị thông cảm. Những ai chưa biết tôi có kênh chính, chính yếu là kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Kênh đó mới là kênh chính, kênh này là kênh phụ thôi, kênh này kênh phụ là kênh sơ cua. Thì quý vị muốn xem gì đó và theo dõi thời sự, thì xin quý vị hãy Google là kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ở bên kênh đó, tất cả sẽ nằm ở bên kênh đó. Còn không có bên kênh này nữa, cho đến khi nào tôi quay trở lại Mỹ. Tôi xin có thông báo rất rõ ràng như vậy để quý vị biết và theo dõi. Tôi mặc áo đỏ là tại vì mùa Giáng sinh thưa quý vị. Sắp sửa đi thì phải theo cái hình thức mùa Giáng sinh. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong